ta nghe nói là cái bọn trẻ trâu ở dưới trần gian này á, thích uống xì tinh lắm. Bây giờ á, quỷ xì tinh ta cho các ngươi uống free này, xem là các ngươi có mắc bẫy của ta không. Chai sở tinh khổng lồ quá các bạn ơi, ra uống đi, ra uống đi. Ôi to thế. Ngon quá, ngon quá. Đang khát tự nhiên có chai sở tinh. Ngon tuyệt vời các bạn ạ. Ai ơi, đau bụng quá. Không biết chai sở tinh này có cái gì, đau bụng quá. Oh no. Các bạn ơi, vừa nghe thấy anh em nói với nhau, thằng nhái ấy vừa gọi tâm pri ơi, ra uống Sting free miễn phí anh em ạ. Không biết là hôm nay có nhà hảo tâm nào mà tài trợ Sting cho cả anh tất cả anh em mà cho cả các bạn động vật thấy đang thi nhau uống Sting kìa. Ra uống. Ok nhái, ra Sting đi rồi, để anh uống. Đừng anh tâm pri, trong đấy có cái gì em uống đau bụng lắm. Thật á? Chai Sting miễn phí free uống lại đau bụng. Chết rồi, hay là có kẻ nào lừa đảo hạ độc rồi? Được rồi, thôi để anh đi tìm rõ nguyên nhân. Em về nhà nghỉ đi. Vâng. Ha ha ha, tên nhái và các tên động vật tham ăn đã bị dính bẫy của quỷ đầu sờ tinh ta rồi. A hi hi, đồ ngốc. Đau bụng quá, đau bụng quá. Ô kìa, cái bạn voi này, cậu phải nói rõ cho tâm Pri hiểu là làm sao mà cậu lại bị đau bụng như vậy. Tân Pri ơi, tân uống sở tinh mà không hiểu vì sao ấy, đau bụng suốt từ sáng đến bây giờ. Thôi chết rồi, bạn uống sở tinh, nhái cũng uống sở tinh, cả hai đều uống sở tinh free đúng không? Tôi không biết đâu, tôi thấy một cái chai sở tinh khổng lồ nhá, mà của cái tên quỷ đầu sở tinh hắn cho tôi đấy, chai nước to cực. À, quỷ đầu sở tinh à? Thế thì tân Pri tìm ra nguyên nhân rồi, đấy chính là tên quỷ đầu sở tinh hạ độc qua cậu đấy. Ôi giời ơi, thế là tôi bị lừa rồi, bảo sao đau bụng quá. Thôi yên tâm, đừng quá lo lắng. Tên quỷ đầu sở tinh này phải để tân Pri ra tay đánh đuổi hắn. Không thì hắn bày đủ trò. Trả chai sở tinh cho ta, trả lại cho ta. Oh, no. Anh quỷ ơi, tha cho em, đây là chai sở tinh quý giá của em, để em sống với ngài. Trả lại đây. Trả tôi đây, trả tôi đây. Oh no. A hi hi, thế là lấy lại được chai sở tinh rồi. Tên nhái bén đúng là ngốc quá, đúng ngốc quá. Ai như thằng nhái kìa, nhái vào đây anh xem nào, sao mà phải khóc. Con quỷ đầu sở tinh nó lấy sở tinh của em rồi. Không phải khóc. Anh tên Mary, anh có sở tinh à, cho em. Từ từ, sở tinh đâu mà sở tinh, mày ngửi thế nào? Khai quá. Mùi gì mà kinh thế anh? Khai nhá. Nước tiểu đấy. Nước tiểu bò. Xong anh còn pha thêm phẩm màu nữa, để kiểu giả vờ làm sở tinh ấy, để bẫy con quỷ. Mà đây này, quả này với độc cái này, em nhìn lại. Biết gì không? Ơn đùa. Anh cho vào đây là ai gì? Xong tí nữa cho con quỷ uống xong nó cay. ra đây giúp anh đong vào chai. Ở đâu? Quá ngài trẻ siêu cay nhất Việt Nam. Còn tên nào nữa không? Còn tên ngốc nào dám đấu với ta nữa không? Ôi giời ơi, ông quỷ đầu sở tinh ơi, làm gì có ai dám đấu với ông? Nhưng mà tôi có một cái món quà tặng cho ông này. Món quà gì đây? Chai xì tinh chứ còn cái gì nữa? Ồ, ngươi tặng ta sở tinh cả, được rồi, ta xin nhá. Rồi, cảm ơn tân Pri nhá, ngươi cũng có bụng đấy. Ôi trời, sở tinh tôi phiên bản real đấy ông ạ, tôi mua 8k đấy, ông cứ uống đi. Ta uống thì cũng thấy ngon đấy, ngọt đấy. Tân Pri ơi, sao mà cay vậy, cứ cho cái gì vào đấy. Tên quỷ đầu sở tinh kia, tên Pri ta chỉ cho một chút nước tiểu này, rồi một chút ớt thôi mà. Ôi giời ơi, đồ xấu tính, dám bay ớt ta phải bắn ngươi.
rồi, ăn chạy rồi, ăn chạy rồi, đứng lại mau, tên xấu tính, tên ngốc. Nhái nhái nhái, tạo dáng chuột vào, tạo dáng chuột vào. Các bạn ơi, hôm nay Tâm Pri với Nhái chơi hẳn quả súng khổng lồ này luôn nhá. Súng này là súng bắn tỉa, bắn lia luôn. À, bây giờ mình sẽ bắn thủng cái chai sờ tinh trên đầu con quỷ. Ui ui ui, tên nào mà súng của hắn mạnh thế? Chảy hết mất sờ tinh của ta ra rồi. À, các bạn nhìn thấy không? Quả súng khủng khiếp này của Tâm Pri với Nhái nhá, bắn thủng chai sờ tinh trên đầu con quỷ này rồi. Bây giờ khiếp kinh thế. Bây giờ nha các bạn nhá, tên quỷ ấy khi bị thất thoát sờ tinh rồi nhất định sẽ ra cái vùng sông ấy để lấy nước để sản xuất sờ tinh tiếp. Tân Pri nghĩ ra một kế hay lắm, các bạn đi cùng Tân Pri nào. À đây rồi, đây rồi. Bạn quỷ đầu bồn cầu đây rồi. Tân Pri có kiểu như là việc nhờ đến cậu rồi đấy. Cậu cứ nói đi, cậu là bạn tốt của tớ, tớ sẵn sàng giúp đỡ cậu. Tớ nói thật này, tên quỷ đầu sờ tinh đang ở gần cái khu vực cửa sông ấy. Quỷ bồn cầu ơi, cậu còn ít chất thải nào cậu thải hết ra cái chỗ hắn hút nước ấy để cho hắn một bài học. Được rồi, tớ sẽ cố gắng, tớ đi ngay đây. Ồ, phấn khởi quá, sướng quá. Hút được bao nhiêu nước như này lại sản xuất sờ tinh tiếp được rồi. Không ổn rồi. Cái nước này có mùi gì này? Ôi dồi ôi, cái mùi gì ấy? Không thể ngửi được mùi gì đây. Đấy chính là tất cả nước thải ở bồn cầu do ta thải ra đấy, tên quỷ sờ tinh ngốc à. Ôi dồi ôi, thế thì hỏng hết mẻ sờ tinh này của ta rồi. Tên quỷ bồn cầu đáng ghét. Các bạn ơi, nó buồn cười không thể nào mà nhịn cười được. Ai đời con quỷ đầu sờ tinh ấy, định sản xuất lô sờ tinh mới để tấn công Tân Pri với Nhái. Hắn hút đúng về một cái lô nước bồn cầu các bạn ạ, mà các bạn biết rồi đấy. Nước bồn cầu mà sản xuất sờ tinh thì thôi rồi, hỏng. Thế là tên quỷ này coi như là thất bại rồi các bạn nhá. Bây giờ hắn sẽ không dám làm phiền bọn mình nữa đâu, bởi vì dám trêu bọn mình nên là bị kiểu như là bọn mình trêu lại ấy. Hắn đủ. Bây giờ cảm ơn các bạn đã xem luôn luôn xem video của team Tân Pri các bạn nhá. Các bạn thích Tân Pri làm về con quỷ nào nhá, làm về cái con gì thì các bạn comment dưới video này nhá. Tân Pri sẽ làm theo yêu cầu của các bạn nhá. Bây giờ thì bye bye các bạn.